Hôm nay thấy sao rồi? Ừ. Chào bác sĩ. Ừ, để tôi khám cho. Dạ, dạ nay tôi cũng khỏe. Bác thấy có khỏe trong người không vậy? Dạ, khỏe rồi. Dạ. Ừ, có vẻ ổn hơn nhiều rồi đó. Ừ. Nếu có gì á chị nhớ. Được rồi. Dạ, cảm ơn. Em nghỉ ngơi nha. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ. Sao rồi? Chị thấy sức khỏe của chị đỡ hơn chưa? Dạ đỡ. Ừ. Vậy thôi được rồi. Nhớ uống thuốc đó. Dạ. Dạ. Anh khỏe rồi hả? Dạ hôm nay tôi khỏe nhiều rồi cô y tá. Dạ anh nhớ uống thuốc đúng giờ nha. Dạ chào bác sĩ. Cái này bác sĩ. Rồi ok. Rồi nghỉ ngơi nha. Dạ. Anh nhớ uống thuốc đúng giờ nha. Bây giờ tôi qua phòng bên đây một chút. Có gì anh về phòng trực trước đi nha. Một lát nữa gặp sau. Dạ. Dạ nha. Dạ chào bác sĩ. Dạ chào. Nè tay tụi mày ơi. Dạ. Rồi rồi. Này ta lên hàng nhiều lắm á. Dạ. Rồi biết rồi. Phụ tay coi, mở chụp cho bên coi. Kiểm hàng đầy đủ nha. Nè bên nè, bỏ đồ vô đi. Chắc chưa hết thùng này luôn anh. Rồi rồi, nhanh lên. Rồi đó. Dán dán thùng rồi cho nhiều người mở kìa. Bên này lên hàm lên kẹo nhảm mày. Đi ra lấy thêm kẹo đi. Rồi. Nhớ lựa cho kỹ nha anh em. Đúng chắc chắn chưa? Để anh phụ cho. Rồi xong thùng nữa nè. Xong đó. Mấy con sáng này đau bụng quá. Lẽ tay lẽ chân chưa? Rồi 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 nhanh lại. Bên này chỉ nhỏ quá. Quá quen. Ở đây là kỹ đứa này rớt. Được rồi. Dắt lại đi. Dắt lại chặt nha. Rồi rồi bên này nè. Rồi đúng rồi. Để vào trong luôn. Dạ. Cái đó sâu rồi đó, bỏ ra đi. Nhận lương nè. Dạ. Đây đây đây. Cảm ơn chú. Ờ. Để con. Dạ rồi. Ừ, vậy ha. Chở vậy nè. Thôi thôi. Vậy. Nghỉ khỏe nha.